Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổng kết 10 năm triển khai chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hòa Vang là huyện nông thôn duy nhất của thành phố thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, là một trong những địa phương được Trung ương chọn làm điểm để chỉ đạo sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ thị số 18 của Thành ủy Đà Nẵng, 11 trên 11 xã của huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới, 5 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 trên 11 xã công nhận đô thị loại 5. Tổng kinh phí huy động trong giai đoạn 2012 đến 2022 là trên 7.300 tỷ đồng. Năm 2015, huyện Hòa Vang được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Hòa Vang phấn đấu đến năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện được công nhận thị xã, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng một người một năm. Để đạt được mục tiêu này, thành phố Đà Nẵng xác định tiếp tục lấy con người là mục tiêu hàng đầu, then chốt, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, thành phố sẽ đa dạng hóa các nguồn vốn, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị trên địa bàn các xã, đồng thời bảo đảm điều kiện để huyện Hòa Vang xây dựng hoàn thành đạt chuẩn đô thị loại 4. Thưa quý vị, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Vinh, Nghệ An cho biết là cảng hàng không đã gặp sự cố kỹ thuật nứt nẻ, bong chóc đường băng khiến hoạt động cất hạ cánh phải tạm dừng. Điểm nứt bong chóc tại đường băng dài khoảng 8 mét tại điểm quay đầu của các máy bay khiến mất an toàn cho công tác cất hạ cánh. Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vinh thì cảng đang tích cực khắc phục sự cố. Khoảng 15 giờ chiều nay thì sẽ tiến hành sửa chữa, dự kiến hoàn thành sau từ 3 đến 5 giờ và máy bay thì có thể cất cánh lại vào tối ngày hôm nay. Nguyên nhân ban đầu có thể do nắng nóng kéo dài nên xuất hiện vết nứt ngay giữa tim đường băng, buộc phải tạm hoãn các chuyến bay để bảo đảm an toàn. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố giá bán mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 3 tháng 7. Theo đó thì giá mặt hàng xăng đồng loạt giảm từ 400 đến 587 đồng một lít. Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn với tất cả mặt hàng xăng dầu. Hiện dư quỹ bình ổn xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối tiếp tục dương lớn. Trong đó, tính đến 21 tháng 6, Petrolimex dương 3.164 tỷ đồng, PVOI âm 38,2 tỷ đồng, Sài Gòn Petro dương 331 tỷ đồng. Giá bán lẻ xăng dầu điều chỉnh từ 15 giờ hôm nay như sau: xăng E5 RON 92 20.470 đồng một lít, giảm 408 đồng. Xăng RON 95 21.428 đồng một lít, giảm 587 đồng. Dầu diesel 18.169 đồng một lít, giảm 5 đồng. Dầu hỏa 17.926 đồng một lít, giảm 30 đồng. Riêng dầu mazut tăng 36 đồng, có giá mới là 14.623 đồng một kg. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Ninh Bình, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế về phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, với nguồn tài nguyên văn hóa và thiên nhiên đồ sộ, phong phú, đặc sắc, các di sản được UNESCO ghi danh đã giúp khơi dậy niềm tự hào và khuyến khích các cộng đồng có di sản, các cấp chính quyền địa phương, toàn xã hội quan tâm và chủ động tham gia, đóng góp bảo vệ di sản, đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa của địa phương, tạo thêm động lực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn, tạo nên thương hiệu cho các địa phương có di sản. Tuy nhiên, công tác bảo tồn, phát huy giá trị danh hiệu UNESCO vẫn còn tồn tại nhiều thách thức cần giải quyết. Các đại biểu đã tập trung thảo luận vào 3 phiên chuyên đề để tổng kết, đánh giá thực tiễn công tác bảo tồn và phát huy danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam, chia sẻ tham khảo kinh nghiệm quốc tế về bảo tồn và phát huy danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực và sự tham gia của người dân, đưa ra các khuyến nghị bảo tồn và phát huy danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững, qua đó khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới là một đất nước có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và đáp ứng nhu cầu xã hội. Thưa quý vị, phế liệu được xem là những thứ bỏ đi hoặc có giá trị rất thấp. Thế nhưng những vật liệu này lại là nguồn cảm hứng bất tận đối với họa sĩ Nguyễn Quốc Dân ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Từ đây, phế liệu bỏ đi tái sinh thành những tác phẩm nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa cho cộng đồng. Sau nhiều năm làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020, họa sĩ Nguyễn Quốc Dân trở về quê nhà Hội An, mở xưởng tái sinh để sáng tác, xây dựng dự án tạo vòng đời mới cho phế liệu.
Tại đây, nghệ thuật không chỉ thỏa đam mê mà còn hướng về cộng đồng, lan tỏa hành động vì một không gian trong lành, một môi trường xanh. Lúc mà ở Sài Gòn, một cái ước mơ đó là làm sao để về Hội An mà mở một cái xưởng. Cái xưởng đó thì mình là mình nghệ sĩ thì mình ở đó mình vừa sáng tác được. Nhất là những người nghệ sĩ tạo hình vô dân thì vừa sáng tác được nhưng mà vừa lan tỏa được những cái giá trị. Nhất là những việc mà gọi là tái chế từ những cái đồ gọi là phế liệu thành cái tác phẩm nghệ thuật. Thì dân nghĩ nếu như cái đây là nó trở thành một cái bảo tàng. Mình không nói bảo tàng lớn mà bảo tàng nhỏ của cá nhân lan tỏa nhận được những điều chung tay vào cái ý thức về môi trường. Thì đây là câu chuyện gọi là không riêng về cá nhân của dân kể nữa mà câu chuyện của người Hội An kể, của Việt Nam kể cho bạn bè quốc tế. Bất cứ thứ gì bỏ đi cũng có thể trở thành nguyên liệu để sáng tạo. Chỉ trong một thời gian ngắn, xưởng tái chế của họa sĩ tài hoa đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút các du khách. Thật sự không tưởng tượng được. Người họa sĩ này đã mang lại đời sống mới cho rác thải. Nó rất đặc biệt. Thông qua trái tim mở rộng với thiên nhiên và đôi bàn tay khéo léo của anh dân, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự trùng lặp ở từng tác phẩm. Tôi từng ghé thăm nhiều bảo tàng, nhưng chưa có tác phẩm nào tương tự như thế. Và mỗi thứ bỏ đi đều mang thông điệp hành động vì cuộc sống hành tinh. Quá thú vị. Cái ý tưởng là rất tốt. Tốt cho cộng đồng, tốt cho môi trường nữa. Vì là những cái này thì nó dân đều đặt vào đó những cái linh hồn. Thì mình thích những cái vấn đề đó cho nên là đã tìm đến dân. Tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều được họa sĩ Nguyễn Quốc Dân gửi gắm những thông điệp của cuộc sống, cuộc đời. Họa sĩ hy vọng những tác phẩm của mình sẽ giúp mọi người hiểu hơn giá trị của những thứ tưởng như bỏ đi và chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.